có thể nhiều ứng dụng truy cập vào và gì đấy, mỗi mảnh đấy thì mỗi một cái ứng dụng thì có thể truy cập trên gì đấy, trên một mảnh chứ đừng truy cập trên nhiều mảnh, đúng không? Thế thì làm như thế thì nó sẽ giảm được cái thời gian thực hiện các ứng dụng và nâng cao cái hiệu năng xử lý. Và một mảnh tối ưu là một cái mảnh sinh ra một cái lược đồ phân mảnh cho phép giảm tối đa thời gian thực hiện thực thi của các ứng dụng trên mảnh đó. Thế thì khi phân mảnh dọc thì chúng ta thấy rằng là gì đấy ạ? Cô nói rằng là chúng ta chia các cái mảnh đó ra thành các cái mảnh con, mỗi mảnh con là một tập con thuộc tính. Vậy thì khi phân mảnh dọc chúng ta sẽ phải quan tâm tới những cái ứng dụng mà những cái ứng dụng đó sẽ truy cập vào những thuộc tính nào. Các bạn nào chờ cô một chút nhé, để cô chỉnh lại cái này xem thế nào. Các bạn có nhìn thấy màn hình slide của cô đây không? Có Alo. Các bạn nghe có rõ không ạ? Có bị rè không? có Bị hơi rè à? à, nghĩa là nghe rõ. Vẫn nghe rõ cái gì? Ok, thế cô phát tiếp nhé. Đấy. Còn hôm trước chúng ta học phân mảnh ngang thì chúng ta quan tâm tới các cái ứng dụng và cái ứng dụng đó điều kiện, chúng ta quan tâm tới điều kiện của ứng dụng. Nhưng phân mảnh dọc chúng ta quan tâm tới gì đấy ạ? Cái ứng dụng đó truy cập vào những thuộc tính nào. Thế thì bởi vậy nên khi phân mảnh dọc chúng ta cần ba cái loại ma trận như sau. Loại ma trận thứ nhất. Cái loại ma trận thứ nhất ấy là ma trận sử dụng thuộc tính. Ma trận sử dụng thuộc tính này sẽ biểu diễn mối liên hệ giữa một cái câu truy vấn và một thuộc tính, và chúng ta có thể hiểu mỗi câu truy vấn sẽ tương ứng với lại một cái ứng dụng, một cái ứng dụng nhỏ nhất vào các cái thuộc tính. Thế thì cái ma trận thứ hai là ma trận lực hút AA. Ma trận lực hút AA là để đo cái lực hút xuất hiện, cái đo cái lực hút giữa hai thuộc tính AI và AJ. Cái lực hút này có giá trị càng lớn thì điều đó thể hiện rằng AI và AJ là cùng xuất hiện cùng nhau trong các ứng dụng càng nhiều. Hay nói cái khác là cái lực hút này là cái lực hút mà gì đấy AI AJ cùng xuất hiện trong các ứng dụng. Cái ma trận thứ ba nữa là ma trận lực hút tụ nhóm. Ma trận lực hút tụ nhóm này, đầu vào của ma trận này chính là ma trận AA. Nhưng mà chúng ta đã gì đấy ạ? Và thực chất của nó cũng là ma trận AA, nhưng mà gì đấy ạ? Vị trí của cái thuộc tính đã được thay đổi, tức là có thể chúng ta chọn một cái hoán vị nào đó trong tập các cái thuộc tính của ma trận AA để sao cho gì đấy ạ? Cái hoán vị đó được cho là gì đấy ạ? Còn cái trình tự đó được cho là gì đấy ạ? Các cái thuộc tính mà xuất hiện cùng nhau nhiều nhất, được thực hiện cùng nhau và xuất hiện cùng nhau nhiều nhất trong các ứng dụng sẽ được nằm cạnh nhau và gần nhau. Thế thì sau đây tôi sẽ giới thiệu về ma trận sử dụng thuộc tính. Cái ma trận sử dụng thuộc tính này thì cũng xuất phát từ cái quan hệ R gồm có N thuộc tính và M ứng dụng. Thế thì quan hệ ma trận sử dụng thuộc tính đấy nó sẽ là ma trận cấp M nhân N. Và mỗi phần tử của nó là U²I·AJ. U²I·AJ sẽ bằng 1 nếu như cái ứng dụng QI tham chiếu vào AJ và nó bằng 0 trong trường hợp ngược lại. Thế thì đến đây các bạn sẽ xem một cái ví dụ về ma trận sử dụng thuộc tính. Giả sử tôi có một cái quan hệ project gồm có 4 thuộc tính như thế này và tôi gồm có một tập hợp M các cái ứng dụng. Thế thì giả sử ở đây cô có 4 ứng dụng. Thế thì ở đây các cái câu lệnh select của cô ấy là mục đích của cô chỉ viết để cho các bạn nhìn rõ hơn xem là nó tham chiếu vào những cái thuộc tính nào mà thôi. Còn còn thực ra là chúng ta nếu như chúng ta viết được thì chúng ta không cần phải viết cái select này ra làm gì. Ở đây cái ứng dụng thứ nhất là cho biết kinh phí của dự án khi biết mã dự án.
Thế thì có phải là đối với Q1 này này là chúng ta sẽ tác động vào thuộc tính budget và P&L đúng không? Q2 là cho viết tên và kinh phí của dự án. Thế thì cái Q2 này tác động vào P&L và budget. Q3 là tìm tên các dự án khi biết thành phố, thì Q3 sẽ tác động vào P&L và location. Q4 là tổng kinh phí của các dự án tại mỗi thành phố, vậy thì Q4 sẽ tác động vào budget và location. Vậy thì sau đây chúng ta có cái ma trận sử dụng thuộc tính. Đây, tôi viết lại như thế này cho gọn. Đấy, tôi tóm tắt lại cho gọn. Đặt A1, A2, A3, A4 lần lượt được các cái thuộc tính. Thế thì khi đó ma trận A tôi thu được như thế này. Chúng ta nhìn vào các cái ứng dụng, chúng ta thấy rằng có phải Q1 tác động vào A1 và A3 nên Q1 A1 và Q1 A3 bằng 1, ngược lại sẽ bằng 0, đúng không? Q2 tác động vào A2 A3 nên Q2 A2 và Q2 A3 bằng 1, ngược lại bằng 0. Q3 tác động vào A2 và A4 nên Q3 A2 và A4. Q3 A2 và Q3 A4 bằng 1, ngược lại bằng 0, tương tự như thế đối với Q4 và A3 và A4. Đấy, thì cái ma trận này được gọi là ma trận sử dụng thuộc tính. Và sau đây là ma trận lực hút. Thế thì cái đầu vào của ma trận lực hút thực ra cũng là ma trận AA, đúng không? Tức là chúng ta khi chúng ta biết cái quan hệ R, chúng ta biết được các cái ứng dụng thì chúng ta sẽ có được cái ma trận AA. À, cái ma trận A. Đấy, chúng ta có hai thông số này thì chúng ta sẽ có được cái ma trận sử dụng thuộc tính. Và ở đây chúng ta cũng gì phải biết được các cái size mà quả dự án được thực hiện cái ứng dụng này, đúng không? Có ở đây giả sử như có T size. Thế thì khi đó mỗi một cái phần tử của ma trận lực hút tụ nhóm đấy tôi gọi là áp của AI AZ, và ma trận này là cấp N nhân N. Thế thì khi đó cái áp của AI AZ được gọi, như cô nói, được gọi là lực hút của AI và AZ, tức là cái độ xuất hiện cùng nhau trong các cái ứng dụng khi các ứng dụng thực hiện trên các cái size. Đấy. Thế thì cái áp của AI AZ sẽ được tính bằng cái công thức như thế này. Trong đó cái sigma đầu tiên ấy là chúng ta sẽ lấy sigma theo tất cả các cái ứng dụng mà gì đấy ạ? Các cái ứng dụng QK mà các ứng dụng QK đó cùng tác động vào AI và cùng tác động vào AZ. Bởi vậy nên vì nó cùng tác động vào các ứng dụng QK nhé, cùng tác động vào AI và AZ. Bởi vậy nên gì đấy ạ? Tôi mới có QK AI bằng 1 và USQK AZ bằng 1 là vì vậy, đúng không? Còn cái sigma thứ hai là cái sigma theo các cái size. Tiếp theo nữa là đến rét của LQK và áp của LQK. Ở đây rét của LQK là gì? Rét của LQK là số lượng truy xuất vào AI AZ cho mỗi lần thực hiện cái ứng dụng QK trên vị trí SL. Thế còn áp của LQK là tần số truy cập vào ứng dụng QK tại một thời điểm nào đó ở vị trí SL. Thế thì để hiểu rõ về rect của LQK và app của LQK, các bạn sẽ xem cái mô hình sau để cho nó hiểu hơn. Tức là cái rect của LQK đây này. Tức là mỗi khi chúng ta tác động và mỗi khi cái QK này thực hiện này thì nó tác động vào cái gì đấy ạ? Cái thuộc tính AI AZ đây này. Đồng thời bao nhiêu lần? Đấy. Ví dụ như là mỗi khi các bạn nhập dữ liệu cho một cái bảng dữ liệu nào đó thì mỗi lần nhập dữ liệu nó sẽ nhập cho các bạn một bản ghi, đúng không? Vậy nên cái rep của nó sẽ bằng một, tại vì nó mỗi lần thực hiện nó sẽ nhập cho một bản ghi mà. Đấy, còn nếu như mỗi lần nhập mà nó xuất hiện hai bản ghi giống nhau liền thì có nghĩa là gì đấy ạ? Nó sẽ tác động vào mỗi khi nó ghi dữ liệu vào vào trong trong cái quan hệ R đấy thì nó sẽ tác động vào các cùng đồng thời các cái thuộc tính hai lần. Đấy. Thế thì nếu như mà người ta không nói gì thì sẽ mặc định rằng cái rep của LQK đấy sẽ bằng 1, vì khi mỗi lần gì đấy ạ, một cái ứng dụng QK thực hiện tác động vào các cái thuộc tính trong một 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 bảng dữ liệu thì thường nó chỉ tác động một lần thôi. Đấy. Thế còn cái arc LQK như cô nói
là cái gì đấy ạ? Cái tần suất truy cập của các cái ứng dụng vào cái QK tại cái size S tại một thời điểm. Thế thì cái này, đây này, các bạn có thể hình dung ra ví dụ như khi các bạn đăng ký tín chỉ cái môn môn cơ sở dữ liệu phân tán đi, thì đồng thời tại một thời điểm sẽ có khả năng là bao nhiêu cái user cùng gì để thực hiện cái ứng dụng đăng ký tín chỉ này. Thế thì có phải là ví dụ như là khoa chúng ta có 1.000 học sinh thì chúng ta thấy rằng đồng thời một lúc có thể lên tới gì để 700 hoặc 800 bạn. Chúng ta dự đoán như vậy thì có phải ACLQK đấy là 700 hoặc 800. Đấy. Thế thì đấy là các bạn hiểu được cái ác cái ma trận gì đấy ạ? Ma trận lực hút nhé. Thế thì sau đây là một cái ví dụ cho ma trận lực hút. Các bạn sẽ xem cho cô nhé. Thế thì như cô nói, đầu vào của ma trận lực hút đấy cũng là cái quan hệ R. Cũng là quan hệ R này. Các ứng dụng. Đấy. Và từ hai cái thông tin này thì cho chúng ta cái gì đấy ạ? Ma trận sử dụng thuộc tính AA. Là chúng ta đã biết có nghĩa là đầu vào của AA cũng là ma trận A. Ma trận sử dụng thuộc tính A. Tiếp theo nữa, chúng ta phải biết được cái thông số red của LQK khi đi khảo sát. Đấy, là bao nhiêu? Và chúng ta cũng phải biết được cái bảng ác của chúng ta là bao nhiêu. Đây, đây chính là bảng ác của chúng ta. Cái bảng ác này tôi ví dụ như sau. Ví dụ như là tôi nói rằng làm sao đây ạ? Là tại một thời điểm ở size 1 thì sẽ có khoảng 5 người cùng truy cập vào ứng dụng gì đấy Q2. Đúng không? Hoặc là đối với Q3 tôi nói rằng sao đây ạ? Tại một cái thời điểm tại cái size 3 thì có khoảng 25 user hay 25 người cùng truy cập vào Q3. Đấy, thì qua đấy các bạn hiểu được bảng ác như thế. Thế thì giả sử tôi cho cái thông số như thế này rồi thì tức là chúng ta biết được cái ma trận A đây, cái bảng ác tôi đưa sang đây và cái red của LQK tôi cho bằng 1 và giả sử tôi vẫn sử dụng cái ví dụ project của tôi lúc nãy và tôi có 4 ứng dụng lúc nãy và tôi xây dựng được cái ma trận A như này. Vậy thì bây giờ tôi bây giờ tôi sẽ tính cái ác của AI AG như thế nào. Đây cái công thức ác AG tôi lôi sang đây để cho các bạn tính cho nó tường minh. Đấy, vậy thì giả sử bây giờ tôi tính ác của A1 A3, các bạn thấy rằng ác của A1 A3, thế thì khi đó các bạn sẽ xem cùng truy cập vào A1 A3 có những ứng dụng nào cùng truy cập vào A1 A3 các bạn. Nhìn vào ma trận A có ứng dụng nào cùng truy cập vào A1 A3? Alo? Các bạn, bạn Bùi Nhật Minh trả lời cho cô xem nào. Nhật Minh. Alo. Trả lời cho cô xem nào ứng dụng nào mà cùng truy cập vào A1 A3. Nhìn vào cái ma trận A này thì biết được ứng dụng nào cùng truy cập vào A1 và A3. Q1 và Q3 ạ. Q1 và Q3. Thế Q1 thì tác động vào A1 và A3 vì Q1 A1 bằng 1, Q1 A3 bằng 3. Đúng không? Vậy thì Vâng. Q1 cùng tác động vào A1 A3 là đúng. Thế Q3 có tác động vào A1 A3 không? Không. Đấy, thế thì cô đang hỏi rằng làm sao đây? Em hãy nhìn vào cái bảng ma trận A đấy, xem cái ứng dụng nào cùng tác động vào A1 A3. Thế có phải có duy nhất là gì đây không các bạn? Có phải là có duy nhất là Q1 không ạ? Đúng không? Nên có phải là cái sigma đầu tiên này tôi chỉ có K bằng 1 thôi. Đúng không? Và cái ở đây tôi đã nói ở đây chúng ta nhìn ở bảng ác chúng ta biết ngay rằng chúng ta có 3 sai. Đúng không? Và cái red của LQK ở đây như cô nói chúng ta không không nói gì có nghĩa là chúng ta mặc định nó bằng 1 ở đây rồi. Thế thì chúng ta chỉ có thể triển khai cái sigma này theo gì ác của LQK. Đúng không? K bằng 1 ở đây rồi và chúng ta triển khai trên 3 size thì chúng ta sẽ có ác 1Q1 cộng ác 2Q1 cộng ác 3Q1 và chúng ta ác 1Q1 đây cộng ác 2Q1 đây và cộng ác 3Q1 đây. Bởi vậy nên nó bằng 45. Thế thì tương tự như thế, bây giờ một bạn thử tính cho cô cái ác của A2
2, A4 xem nào. Nào, các bạn tính cho cô trong mấy phút xem nào. Alo các bạn ơi, bây giờ một bạn tính cho cô xem nhá. Bây giờ bạn là Bùi Hoài Nam nào. Nam ơi, Có em ạ. ê, bây giờ em thử tính cho cô cái áp của A2, A4 xem nào, viết công thức ra tính cho cô xem. Áp của A24 thì em đọc luôn đúng không ạ? Thì bằng ACC1 của Q3 cộng ACC2 của Q3 cộng ACC3 của Q3 ạ. Tại sao Và lại bằng thế? vì có thì em thấy trên cái bảng A ấy ạ, thì có mỗi Q3 là nó có tác động cùng một lúc với A2 và A4 ạ. Còn tất cả Q khác thì nó không tác động cùng một lúc ạ. Ok, đúng rồi. Các bạn thấy nhá, ở đây ý thì là các bạn phải xét xem có cái ứng dụng nào mà gì đồng thời truy cập vào A2, A4 thì chúng ta thấy rằng có duy nhất Q3, đúng không? Nên cái sigma theo K này thì ở đây cụ thể K chính là bằng 3. Và L vẫn bằng từ 1 đến 3 và chúng ta triển khai cái này thì chúng ta sẽ có ARC1Q3 cộng ARC2Q3 cộng ARC3Q3. Bởi vậy nên nó sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? 25 là vì vậy, đấy chưa? Rồi chúng ta tiếp tục nhé. Mấy Một đây? Q3 Q3 cộng cộng với A2 Q3 ARC2Q3 cộng với A3 ARC3Q3 Q3 à. Đấy. Và các bạn sẽ đây ác 1 Q1 cộng ác 2 Q2 cộng ác 3 Q3 đây các bạn thấy rằng là 75 đúng không ạ? Thấy chưa? Thế thì tương tự như thế các bạn có thể tính các phần tử khác nhá. Các bạn nhá. Đấy, hai Vâng. cái giá trị có tính tương tự như thế chúng ta sẽ tính được ma trận AA. Thế thì sau khi tính được ma trận AA xong thì chúng ta sẽ như cô nói ý, là gì đấy ạ? Cái ma trận AA này này nó chỉ thể hiện được cái lực hút cùng nhau. Lực hút cùng nhau của hai thuộc tính, ví dụ như ở đây cô Hoàng này, đấy là quả thuộc tính A2 và A4 trong các cái lần mà gì các cái ứng dụng thực hiện. Thế thì ví dụ như A2, A4 này cái giá trị thực hiện của nó rất là cao, các bạn thấy không ạ? Hầu như cao nhất là 75. Đúng không? Thế thì cái điều này nói lên rằng là A2 và A4 sẽ xuất hiện cùng nhau trong các cái thuộc tính nhiều nhất. Đấy, hay là các cái ứng dụng ấy cùng truy cập vào A2, A4 trong các lần thực hiện được nhiều nhất. Đúng không? Vậy nên các bạn thấy rằng các cái phần tử trên đường chéo này bao giờ nó cũng là giá trị lớn nhất trong cái hàng đấy. Vì là gì đấy ạ? Các phần tử nằm trên đường chéo chính này, nó là gì đấy? Chính nó mà. Nên là nó sẽ xuất hiện trong các ứng dụng chắc chắn nhiều nhất so với nó với các thuộc tính khác, đúng không các bạn? Nên nên là gì ạ? Điều chắc chắn rằng các phần tử nằm trên đường chéo chính này sẽ là lớn nhất là vì vậy. Lớn nhất trong một hàng. Thế thì sau đây là ma trận lực hút tụ nhóm. Cái ma trận lực hút tụ nhóm này như lúc nãy tôi đã nói qua, tức là gì đấy ạ? Chúng ta phải nhóm các cái thuộc tính, tức là chúng ta vẫn có N thuộc tính trong ma trận A, tức là đầu vào của cái ma trận CA này vẫn là ma trận AA. Nhưng mà chúng ta sẽ phải hoán vị thứ tự của các cái thuộc tính như thế nào đấy để chúng ta đưa ra được một trình tự, chúng ta đưa ra được một cái hoán vị nào đó mà cái lực hút của toàn bộ cái hoán vị đó được cho là lớn nhất. Và cái ma trận sử dụng ma trận tụ nhóm, ba ma trận lực hút tụ nhóm này nó cũng thể hiện, tức là sau khi chúng ta có một cái ví dụ tôi có một cái trình tự là A1, A4, A3, A2 chẳng hạn, tôi có một cái trình tự này được gọi là gì tốt nhất, có nghĩa là cái lực hút theo một cái trình tự này là tốt nhất. Và chúng ta có thể hiểu theo nghĩa là gì đấy, những cái thuộc tính nằm cạnh nhau ấy thì nó sẽ nói lên là nó đồng xuất hiện cùng nhau trong các ứng dụng gì đấy ạ, là cao nhất. Còn gì đấy ạ, nó càng nằm cách xa nhau thì điều đó nói lên là gì đấy ạ, cái độ xuất hiện của chúng gì đấy ạ sẽ là
ít nhất. Ví dụ như là A1 và A2 thì chắc chắn rằng độ xuất hiện, cái sự xuất hiện cùng nhau của A1 và A2 trong các cái ứng dụng sẽ là ít nhất. Đấy. Thế thì cái lực hút mà cái lực hút của một cái hoán vị nào đó, đúng không? Cái lực hút của một cái hoán vị nào đó, hay là cái lực hút chung của gì đấy ạ? N thuộc tính theo một hoán vị nào đó thì được tính theo cái công thức này bằng sigma theo y, y ở đây từ 1 cho tới n, và sigma theo z, z ở đây cũng từ 1 cho tới n. N ở đây có nghĩa là n thuộc tính. Sau đó nó sẽ được đo bằng cái lực hút giữa ai và az. Với cái lực hút của ai với hàng xóm của az và lực hút của az với hàng xóm của ai. Đấy. Thế thì cụ thể cái lực hút đấy được viết như sau. Đây. Y từ 1 cho tới n, z từ 1 cho tới n, và áp ai az ở đây chính là lực hút của ai az với hàng xóm của nó, có nghĩa là lực hút của ai az với gì đấy ạ? Hàng xóm của ai z và hàng xóm của ai. Thế thì ở đây chính là lực hút của ai với hàng xóm của az, và cái này chính là lực hút của az với hàng xóm của ai. Các bạn thấy không ạ? Đúng không? Có phải áp ai az trừ 1 là lực hút của ai với az trừ 1. Áp ai az cộng 1 là lực hút của ai với az cộng 1. Vậy thì z trừ 1, z cộng 1 chính là hàng xóm của ai, hay là cái khác là cái tôi vừa ngoành lên này ngoặc thế này. Đây chính là lực hút của ai với hàng xóm của az. Tương tự ở dưới là lực hút của a z với hàng xóm của ai. Đấy, nó được tính theo công thức này. Thế thì các bạn thấy là cái ma trận lực hút ấy là ma trận đối xứng, tức là lực hút của ai az và lực hút của az ai là giống nhau, đúng không các bạn? Vậy nên ở đây các bạn thấy rằng là đây này, cái a lực hút của ai az trừ 1 với lực hút của ai trừ 1 az bằng nhau. Các bạn nhớ nhá, vì là cái ma trận lực hút là ma trận đối xứng mà. Tương tự như thế, lực hút của ai az cộng 1 và lực hút của ai cộng 1 az là bằng nhau. Đấy. Vậy nên ở đây tôi sẽ im, tôi sẽ viết bằng 2 lần. Đấy, tôi sẽ đưa cái này ra bằng 2 lần. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng mục tiêu của cô ấy là cô đang phải tìm một cái hoán vị nào đó. Cô phải tìm một cái hoán vị nào đó này. Một cái hoán vị nào đó hay là một cái trình tự nào đó mà để gì tìm im được gọi là maximum. Vậy thì mục đích của chúng ta ấy là gì đấy ạ? Tìm im max. Tức là tìm một cái trình tự nào đó để im max, chứ chúng ta không cần thiết phải phải có một giá trị, phải có cái giá trị chính xác của im, đúng không các bạn? Đúng không? Đấy, tức là ở đây chúng ta đang tìm một chúng ta đang tìm một cái gì đấy ạ? Một cái hoán vị hay là một cái trình tự nào đó để im đặt max. Đấy, để im max, đúng không? Mà chúng ta không cần phải có một cái giá
Các bạn ơi, alo các bạn ơi, mạng của cô vừa bị lag xong. Alo, bây giờ các bạn nghe thấy gì chưa nhỉ? Rồi. Em nghe rồi. Cô vừa bị văng ra ngoài, bây giờ chúng ta lại tiếp tục nhé. Các bạn nhìn thấy màn hình chưa? Nhìn thấy cái bài giảng lúc nãy rồi đúng không? Alo. Rồi. Wow. Tiếp tục nhá. Hơi quá rồi. Cô bọn em chưa nghe gì cô ơi. Giữa một cái giá trị cụ thể của di và Các bạn di nghe trừ thấy một, chưa? đúng không? Thế thì có phải là gì đấy ạ? À? Alo, Vâng, nó nghe mỗi rồi, nghe rồi. mỗi một cái di cụ thể thì nó sẽ, cô quay lại nhé, ai vào di cụ thể thì nó sẽ bằng áp của ai y nhân với áp của a di, đúng không? Và nếu như với y cụ thể đấy thì nó sẽ, tức là lấy từng đôi một di, lấy từng đôi một nhá, với quả quả di này nhân với di trừ một, đúng không? Vậy thì có phải là chúng ta hình dung ra cái AI này là cái hàng và cái di này là cái cột, thì khi đó chúng ta lấy từng đôi các cái phần tử trong cột di và trong cột di trừ một, đúng không? Vì y đại diện cho gì đấy các bạn, cho hàng mà, chúng ta gì đấy ạ, chúng ta nhân với nhau, sau đó chúng ta cộng, đúng không? Thế thì cái gì đấy, cái tôi ngoặc ở đây này, các bạn hình dung ra nó chính là cái gì đấy các bạn, tổng của các phần tử trên cột di và cột di trừ một gì đấy ạ, nhân với nhau từng đôi một đấy. Và để gì đại diện cho, để cho nó dễ hiểu thì ở đây tôi gọi bon, bon ở đây là cầu nối nhá, giữa AX và AI. Thế thì cái bon này chúng ta hiểu ở đây chính là gì đấy, AX chính là AZ, còn AI ở đây chính là AZ trừ 1. Đấy, cái bon của AX, AI ở đây sẽ bằng sigma theo Z, và Z ở đây chính là Y. Đấy, sẽ bằng áp của AZ, AX nhân với áp của AZ, AI. Đấy, thế thì nếu như tôi gọi như thế này để cho nó đưa ra cách tính cho dễ, tức là cái bon, tức là cầu nối của AX, AI, thì tương tự ở đây sẽ là cầu nối của AZ và AZ trừ 1, đúng không? Thì sẽ bằng sigma theo Y và gì đấy ạ? Áp của A, gì đấy các bạn? AI, AZ và áp của AI, AZ trừ 1 là vì vậy. Thế thì khi tôi đã đặt cái bon này rồi thì cái công thức sau đây này, công thức sau này có thể được viết dưới dạng như thế nào? Đây. Đấy, thế thì suy ra cái công thức sau được viết như này. Đây, cái này chính là bon này của AZ, AZ trừ 1. Đấy, thế còn cái gì đấy ạ? Cái đây chính là bon của AZ, AZ cộng 1, đúng không các bạn? Đấy, các bạn nhân vào. Và ở đây chính là sigma theo gì các bạn? Theo gì? Đấy, tức là chúng ta viết lại cái công thức sau đấy dưới dạng như vậy. Được chưa các bạn? Alo, có ai thắc mắc gì về công thức này không ạ? Các bạn, nhóm này có bạn nào thắc mắc không? Alo, nhóm này có bạn nào thắc mắc không ạ? Không. Cô cho nhìn tí trong lòng. Nhìn tí nữa, để cho 5 phút để nhìn nhá.
Được chưa các bạn ơi? Tiếp tục được chưa? Rồi. Tiếp tục nhá. Hiểu hết về cái công thức trên đây chưa? Tiếp tục. Không. Có bạn mấy phút xem các bạn có thắc mắc gì về công thức này không nhá. Hút từ A1 là AM phẩy là lực hút từ A1 cho tới AI. Và theo gì các bạn? Theo gì? Cái trình tự nhá. Tôi nói giả sử tôi có một cái hoán vị như thế này. Đúng không? Thế thì cái lực hút, tôi gọi lực hút theo hoán vị này, tôi gọi là AMO đi. Tôi gọi cái lực hút này được gọi là AMO. Thì khi đó tôi có thể viết như sau này. Bằng lực hút từ A1, AM phẩy là lực hút từ A1 cho tới AI. Và AM2 phẩy là lực hút từ AG cho tới AN. Và tôi gọi AMIG là lực hút từ AI đến AG. Vậy thì có phải AMO của cô? Đây, tôi viết này. Tôi bỏ cái này đi. AMO của cô. Tôi sẽ bằng cái gì các bạn? AM phẩy cộng với AMIG và cộng với AM2 phẩy không ạ? Đúng không? Tôi bằng cái lực hút. Đấy, cái lực hút. Giả sử như cô có một cái trình tự như cô nói rồi, như thế này. Thì cái lực hút của cái trình tự này, cô khi phân hạch ra tôi có thể viết như thế này. Đúng không? Thế thì tại sao cô sẽ dẫn dắt như sau này? Cái thuật toán bi, cô nói về cái thuật toán bi trước. Tức là đầu vào của thuật toán bi là ma trận AA. Và đầu ra chính là gì đấy ạ? Ma trận CA là ma trận tự nhóm. Thế thì cái thuật toán bi này người ta sẽ làm như sau. Người ta sẽ làm theo phương pháp hành động như sau. Đầu vào, bắt đầu người ta sẽ lấy gì đấy ạ? Cột 1 và cột 2. Tôi gọi cột 1 này, cột 2. Giả sử cột 1 và cột 2 là A1 và A2 trong ma trận AA nhé. Tôi đưa sang gì CA. Tôi chuyển sang CA. Sau đó bước tiếp theo tôi sẽ thử A3 trong ma trận AA, tôi chuyển sang CA. Thì tôi tìm vị trí nào để tôi chuyển. Thế thì khi tôi cấy A3 vào gì đấy ạ? Tôi đặt A3 sang CA thì theo các bạn ở đây chúng ta có mấy cách đặt? Các bạn? Ba. Có 3 cách đặt. Cách đặt thứ nhất là trước A1, cách đặt thứ hai là giữa A1 A2, cách đặt thứ ba nữa là sau A2. Đúng không? Thế thì khi đó tôi sẽ gì để tìm một cái vị trí nào đó để lực hút của cách đặt đó được gọi là lớn nhất. Ví dụ như khi tôi có 3 phần tử thì cái lực hút của tôi, ví dụ tôi đặt vào trước A1 thì sẽ là A3 A1 A2. Đấy, lực hút theo cái trình tự này là tốt nhất, tức là lớn nhất. Đúng không? Đấy. Tôi sẽ tìm cái cách nào đấy để cái lực hút theo cái cách đặt đấy là lớn nhất. Đấy. Thế thì sau giả sử sau khi tôi đã đặt A3 rồi thì tôi lại tiếp tục thử A4. Và khi đặt A4 sang ma trận CA thì khi này tôi có mấy cách đặt các bạn? Có mấy cách đặt ạ? Khi đặt A4 xong thì có nghĩa là ma trận CA đã có mấy mấy cột rồi. Có 3 cột rồi đúng không? Và tiếp theo bây giờ cột A4 tôi đặt ở đâu? Thì tôi lại phải tìm. Đúng không? Thế thì khi đó có phải A4 tôi lại có 4 cách không ạ? Đúng không? Tôi lại tìm cái cách nào để tôi có lực hút tốt nhất để tôi đặt. Đấy. Đấy. Thế thì có phải là giả sử tôi khi đưa đẩy A3 sang nhá, giả sử thôi nhá, A3 tôi đặt trước A1 rồi. Vậy thì khi đó tôi lại phải tìm cách đặt A4, A4 trước A3 hoặc A4 gì đấy ạ, giữa A3 và A1, A4 giữa A1 và A2 và A4 sau A2. Đấy, tôi có mấy cách đặt như vậy, đúng không? Vậy thì một cái công thức tổng quát là khi tôi đặt AK sang gì đấy ạ, sang ma trận CA và khi đó ma trận CA đã có K trừ 1 thuộc tính rồi. Thế thì bây giờ tôi phải chọn một cái vị trí nằm giữa AI và AG nào đó. Và khi đó giả sử Y và G nằm cạnh nhau. Ví dụ như là AK tôi đặt vào giữa A3 và A1. Thế thì ở đây Y là 3 và 1 ở đây là... Y ở đây là 3 và G ở đây chính là 1. Tức là tôi phải tìm một cái vị trí AI và AG nào đó với điều kiện Y, G đứng cạnh nhau để tôi đặt AK vào giữa. Để sao cho cái lực hút khi AK ở giữa đấy đặt giá trị lớn nhất. Được chưa các bạn? Thế thì có nghĩa là gì đây ạ?
Cô lại trở về cái AMO ở đây. Tức là tôi có một cái trình tự ở đây là trình tự Âu nhá. Cái trình tự A1 à, đây là trình tự Âu, trình tự cũ. Thế thì như cô nói rồi, tôi gọi IAZ là cái phần tử đứng cạnh nhau. Thế thì bây giờ tôi phải gì để tìm một cái vị trí IAZ nào đó để tôi đặt K vào trước. Các bạn hình dung ra không ạ? Vậy thì trong khi đó một số bạn sẽ hỏi rằng thế thì nếu như em đặt K vào trước A1 thì không có AI. Đặt K vào sau AN thì không có AZ. Thế thì khi đó người ta tạo đưa ra cái điều kiện biên là gì đấy ạ? Nếu như các bạn đặt AK vào trước A1 thì cái AI của bạn mặc định ở đây tôi gọi là A0, có nghĩa là không có phần tử nào đấy. Đúng không? Và nếu như mà AK các bạn đặt vào sau AN thì cái AZ đằng sau ấy tôi gọi là AN cộng 1 và AN cộng 1 cũng là không có. Và tôi có một cái điều kiện biên để tính cái lực hút. Đây, cái lực hút giữa cái A0, A0 này A0 có mà tôi đưa ra giả định thôi. Thế cái lực hút giữa A0 với lại các phần tử khác ở trong cái trình tự đó đều bằng 0. Đấy, lực hút giữa A0 tương tự như thế, lực hút giữa AN cộng 1 với các cái gì đấy ạ, thuộc tính trong cái tình trình tự đó đều bằng 0. Đấy, vì vậy, vì ở đây như cô nói là cô gì đấy ạ, cô đặt trước là như thế, đúng không? Cô đặt trước là như thế nên ở đây nó sẽ là bằng 0. Đấy, nếu như mà chúng ta đặt AK vào trước A1 thì có phải là gì đấy ạ, chúng ta không có AI, nhớ chưa? Tức là ở đây mục đích của chúng ta là phải gì đấy ạ, chọn ra một cái AI nào đó, à một cái vị trí AI, AZ nào đó. Và trong đó I và Z đứng cạnh nhau nhé, để chúng ta đặt AK vào giữa. Đúng không? Vậy thì nếu như tôi đặt trước A1 thì không có AI. Thì tôi tạm gọi cái AI đó là A0. Đúng không? Và nếu như tôi đặt gì đấy ạ, AK vào sau AN thì không có AZ. Thì tôi gọi cái AZ đó là gì đấy ạ, A0. Đúng không các bạn? Được chưa? Đấy, ở đây là gì? AN cộng 1. Đấy, tôi gọi là AN cộng 1 là vì vậy. Và A0 và AN cộng 1 có nghĩa là tôi không có hai cái thuộc tính này, nhưng tôi đặt để lấy cái tổng quát để đưa ra cái công thức tính mà thôi. Thế thì các bạn thấy là tôi có AMO bằng AM phẩy cộng AM 2 phẩy và cộng với cái lực hút AMIZ. Vậy thế thì tại sao lực hút của AMIZ nó sẽ bằng cái này? Các bạn biết cái công thức tính lực hút của tôi lúc nãy tôi viết như nào nhỉ? AM sẽ bằng cái gì đấy các bạn? Sigma theo I. À cô xin lỗi, sigma theo Z nhân với bon của gì đấy các bạn? Bon của A gì các bạn? AZ này. AZ trừ 1 này cộng với bon này của AZ, AZ cộng 1 à? Dạ vâng. Có đúng không? Có đúng không? Cái sigma này là sigma theo Z hay theo Y nhỉ? Đây đúng rồi. Z ạ. Z, ok. Thế thì ở đây ý, cái công thức tổng quát của tôi là Z bằng từ 1 cho đến N đúng không các bạn? Đúng không? Z bằng từ 1 đến N không ạ? Thế thì khi đó chúng ta thấy rằng là gì? Nhưng ở đây chúng ta, đây là đây, Z từ 1 cho tới N có nghĩa là chúng ta tính cái lực hút của N thuộc tính. Đúng không các bạn? Với một trình tự nào đó. Nhưng mà ở đây tôi chỉ tính lực hút của hai thuộc tính AI và AZ nằm cạnh nhau thôi. Đúng không? Có nghĩa là Z ở đây tôi bằng I và N ở đây tôi bằng Z. Vậy thì tôi gì ạ? Để cho nó không bị lầm giữa Z nọ và Z kia thì tôi thay cái này bằng S cho các bạn nhá. S nhá các bạn nhá, để cho nó đỡ nhầm nhá. Đây nhá, tôi thay bằng S hết nhá. Cái Z tôi thay bằng S đối với công thức tổng quát nhá. Đúng không? Thế thì có phải là S ở đây từ I cho đến Z không ạ? Tức là tôi tính lực hút của AI, AZ mà đúng không? Còn cái công thức cũ của cô ấy thì có nghĩa là S sẽ bằng từ 1 cho đến N vì chúng ta có N thuộc tính mà. Đúng không? Thế thì S ở đây chỉ bằng từ I cho đến gì các bạn? Cho đến Z thôi. Chứ không phải bằng từ 1 cho đến N nữa đúng không? Vậy thì có phải với công thức này chúng ta triển khai từ I cho tới Z, thế thì tôi thay S bằng I thì có phải tôi có bon của AI trừ 1
và AI, đúng không? Vì vì ma trận áp là cái ma trận mà đối xứng, nên tôi thay y bằng 1 thì tôi có là bon của AI và AI trừ 1 thì cô có thể viết lại như thế này, đúng không? Tương tự như thế, tôi lại viết là bon này cộng với bon của AI và AI cộng 1, vì có phải J đứng sau y nên cái AI cộng 1 chính là AJ không các bạn? Được chưa? Nên tôi viết luôn là AJ. Tiếp theo nữa, tôi lại triển khai sigma với S bằng J, thì có phải tôi sẽ có bon của AI AJ, đúng không? Thì tôi viết là AJ AI cũng được, đúng không? Cộng với gì đấy? Bon của AJ AJ cộng 1 không ạ? Được chưa các bạn? Alo, thế cái lực hút AMO này đến đây có ai thắc mắc gì nữa không nào? Cô cho em hỏi ạ. Được rồi. Ừ. Thế thì bây giờ nhá, như tôi đã nói về cái gì đấy ạ? Cái thuật toán. Bạn nào muốn hỏi gì nhỉ? Như lúc ấy cô ghi AM bằng 2 lần sigma hay sao đúng không ạ? Hay là... Lúc đầu cô bảo AM bằng 2 lần sigma, không phải sau cô giải thích cô bớt đi số 2 đi rồi. Em có nghe cái đoạn sau không? À vâng, vâng, vâng. Mục tiêu của cô là gì? Tìm một cái hoán vị để cho AM mắc, chứ không phải là gì, cô muốn tính chính xác AM mắc. Nhớ chưa? Cái ý cô đã đặt vấn đề, cô nói đi nói lại cái chuyện đấy rồi, đúng không? Mục đã tiêu hiểu, là hiểu. Chúng ta tìm một cái hoán vị để cho AM mắc. Nên cái số 2 ở đầu nó không liên quan gì đến cái mục tiêu của cô, đúng không? Nên cô giảm bớt đi để cho cái gì đấy ạ? Giá trị nó đỡ lớn. Được chưa? Rồi em hiểu rồi ạ. Ừ, tiếp tục nhá. Đi mà tôi đã nói ở bên đây cho các bạn ấy. Tôi đã nói là một cách tổng quát là gì đấy ạ? Bên ma trận CA đã có gì đấy ạ? K trừ 1 cột của các thuộc tính. Thì bây giờ tôi sẽ đẩy cột AK sang ma trận CA, tôi đẩy vào vị trí nào? Như cô nói là tôi sẽ chọn một cái vị trí AI, AJ nào đó để tôi đẩy. Và nếu như tôi đẩy như thế thì cái lực hút của tôi phải là giá trị lớn nhất, đúng không? Thế thì khi đó tôi sẽ gì đến đây? Tôi sẽ nói rằng tôi chọn một cái vị trí AI, AJ. Để tôi đặt AK vào giữa. Vào giữa. Sao cho ai mờ mắc. Đấy, tôi đang tìm một cái vị trí. Hay là chọn ở đây, hay là còn gọi là tìm một vị trí. Đấy, thỏa mãn điều kiện đó. Thế thì nếu như khi tôi tìm một cái vị trí AIAZ như thế, thì đến đây các bạn thấy rằng là vậy thì tôi có một cái trình tự mới là A1 cho đến AI trừ 1 AJ, và tôi đặt AK vào giữa đây, đúng không các bạn? Đúng không? Sau đó đến AI, rồi đến AK, rồi đến AJ, rồi đến gì đấy AN. Vậy thì khi đó tôi có một cái lực hút mới, tôi gọi là new, thì sẽ bằng gì đấy ạ? Lực hút từ A1 cho đến AJ này có thay đổi không các bạn? Lực hút từ A1 cho tới AJ này theo các bạn có thay đổi không? Không. Tương tự từ AJ đến AN cũng không thay đổi, đúng không? Nó giữ nguyên cái trình tự đấy thì chắc chắn nó không thay đổi. Nên tôi vẫn bằng AM phẩy cộng với AM 2 phẩy và cộng với cái lực hút gì đấy ạ? Từ AI, AK và AJ. Vậy thì các bạn thấy là gì đấy? Giữa AM new và AM old nó chỉ khác nhau cái lực hút của AI, AK, AJ với lại lực hút của gì đấy ạ? Cái cũ này thôi, đúng không? Thế còn hai cái AM phẩy và AM 2 phẩy không thay đổi. Đúng không? Vậy thì trong trường hợp này các bạn thấy rằng là mục tiêu của tôi không phải là tôi cần phải tính chính xác AM, mà tôi đang tìm một cái cách nào đấy để AM đặt giá trị mắc. Đúng không? Nên tôi không dạy gì tôi phải tính lại cái lực hút này. Vậy thì trong trường hợp này có phải là chúng ta chỉ tính gì đấy ạ? Cái lực hút AI, AK, AJ hay là hiệu của cái lực hút AI, AK, AJ trừ đi AMIJ mắc là xong không ạ? Đúng không các bạn? Đúng không? Thế thì trước hết là tôi cứ tính cái em AM new ra đây đã. Các bạn đọc cho cô xem cái này nhá. Tức là tôi sẽ bằng AM phẩy này cộng với AM 2 phẩy này cộng với cái gì nữa, đọc cho cô xem nào. Dựa vào cái công thức sao trên đây này. Đấy, các bạn đọc cho cô xem khi cô tính lực hút từ từ AI cho đến AJ. Đây,
đây AI cho đến AZ. Đấy, cái lực hút IKZ, đấy tôi viết vào đây. IKZ tức là đi qua ba phần tử. Được chưa? Nào các bạn viết cho cô cái lực hút IKZ xem nào. Tức là tôi đã tính với Y bằng 1. Đúng không? Thì tôi sẽ có gì đây ạ? Lực hút là gì đấy ạ? Bon cộng với bon này của AI này. AI trừ 1 AI đi, giống như trên, đúng không? Tức là tôi bắt đầu tính gì đấy ạ? Với S bằng Y đi, sau đó tôi lại cộng với bon của với gì đấy các bạn? AI AI cộng 1 không ạ? Đúng không? Công thức này của tôi là cộng với S, S cộng 1, S bằng Y thì có phải là AI, AI cộng 1 và AI cộng 1 ở đây là A gì các bạn? À. AK. Đúng không? Tương tự như thế, tôi lại cộng với gì đây? Với S bằng K thì tôi lại cộng với gì đây? A A gì? Đây. AK. Và AK trừ 1. Thế AK trừ 1 có phải chính là AI không? Đúng không? Đây, S bằng Y, S bằng K nhá. Thì tôi có A, A bon thì S bằng K thì tôi sẽ có bon của AK và AK trừ 1. AK trừ 1 ở đây có phải chính là AI không? Vì Y đứng trước K mà, đúng không? Và chính là, cái này chính là AK không ạ? Đúng không? Cộng với bon của gì nữa nhỉ? AK, AK cộng 1. Thế đi, AK cộng 1 có phải là AZ không? Vâng, AZ. Đúng rồi, tiếp tục cộng với bon, tôi triển khai với S bằng Z đi. Là A gì các bạn? S bằng Z thì là AZ, AZ trừ 1. Thế thì AZ trừ 1 ở đây có phải là AK không? Đúng không? Tiếp theo cộng với bon của gì các bạn? AZ, AZ cộng 1. Đấy. Vậy nên tôi sẽ bằng AM phẩy cộng với AM 2 phẩy cộng với 2 lần bon của AI cộng với bon của AI trừ 1 AK cộng với 2 lần bon của AIAK cộng với 2 lần bon. Cái đầu phải là AI trừ 1 AI chứ. AI bon của AI trừ 1 AI. À bon của AI vâng vâng trừ 1 AI, cô xin lỗi cô nhé. Cộng với 2 lần bon của AIAK này. Sau đó cộng với gì nữa các bạn? 2 lần bon của AK gì? À. Trời ơi, khó biết lắm. AK AZ. Rồi, cộng với gì nữa nhỉ? AZ, AZ cộng của AZ, AZ cộng 1. Đấy, tức là chúng ta viết vào như vậy. Được chưa? Đây, cô gọi là AM new, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là gì đấy ạ? Từ đây, chúng ta thấy là gì đấy ạ? Vậy thì, khi mà gì đấy ạ? Chúng ta đang tìm, khi đặt AK vào giữa AI, AZ, thế thì cái sự đóng góp của khi đặt AK vào AI, AZ chính là cái hiệu này, đúng không các bạn? Và có phải khi chúng ta trừ đi cho nhau, đây, khi chúng ta trừ đi, lấy AM new trừ đi AMO. Đây thì cái AMO cô viết cho các bạn ở chỗ nào nhỉ? Cái công thức tính AMO của cô lúc nãy cô viết ở chỗ nào nhỉ? Nó bị mất rồi đúng không các bạn? À đây 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 đây. Thì có phải là chúng ta có tôi lấy new này AM new trừ đi AMO thì tôi có phải cái bon của AI AI trừ 1 AI này là triệt tiêu hết không các bạn? Đúng không? Và cái bon của AZ cộng 1 và AZ 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 cộng 1 cũng triệt tiêu hết không ạ?
đúng không? Thế thì nó sẽ còn lại gì đấy, hai lần bon này nữa thôi, đúng không? Thế thì có phải là khi cô lấy AM new trừ đi AMO thì cô sẽ bằng hai, tất cả hai lần nhé, đúng không? Ở đây đúng không? Hai bon của AKAI cộng với bon của AKAZ trừ đi bon của AIAZ không ạ? Đúng không? Vậy thì đến đây chúng ta thấy là cái gì đấy, cái sự đóng góp, tức là khi tôi đặt AK vào giữa ấy, thì nó cái lực hút nó sẽ tăng lên bằng này không các bạn, đúng không? Có phải cái lực hút nó sẽ tăng lên không? Và đây chính là cái giá Vâng. trị mà cái lực hút nó tăng lên. Vậy thì có phải tương ứng với cái việc, thay vì việc chúng ta phải tìm một cái cách đặt AK vào giữa để sao cho AM new đặt giá trị mắc nhất, thì nó tương ứng với lại cái gì đấy ạ, cái sự đóng góp của AM khi đặt AK vào nó tăng lớn nhất là bao nhiêu không ạ, đúng không? Thế thì có phải nó tương ứng với cái AM new trừ AMO này gì đấy ạ, là mắc nhất không ạ, đúng không? Nên ở đây tôi đặt cái con, cái con ở đây có nghĩa theo từ tiếng Anh ý, con có nghĩa là cái sự đóng góp vào nhé, tức là khi tôi gọi tắt là khi tôi sự đóng góp của AK vào giữa AIAZ thì tôi đặt bằng AM new trừ AMO và nó sẽ bằng cái này đấy. Vậy thì có nghĩa là chúng ta chọn một cái vị trí nào đó đặt AK để AM mắc bây giờ sẽ tương ứng với cái con của AIAK và AZ này mắc, được chưa các bạn? Đấy, từ giờ trở đi chúng ta không phải tính AM nữa mà chúng ta chỉ cần tính cái con này sao cho nó mắc đấy. Vậy thì sau đây chúng ta sẽ đi vào cái thuật toán chi tiết. Đây tôi nhắc lại cái thuật toán bi. Tôi nhắc lại cái thuật toán bi cho các bạn. Như cô nói là ma đầu vào của ma trận CA là ma trận AA, đầu ra là ma trận CA, đúng không? Thế thì bước 1 tôi sẽ lấy cột 1 và cột 2 của ma trận AA, tôi đặt vào cột 1 và tôi đặt vào ma trận CA. Sau đó đến bước thứ hai thì tôi giả sử rằng trong cái ma trận CA đã có y cột rồi, đúng không? Giả sử có cột y đã được, giả sử đã có gì đấy ạ, y trừ một cột, hay là đã có y cột rồi, thế thì bây giờ tôi lấy một cái cột tiếp theo nữa còn lại tôi đặt vào, đúng không? Tôi đặt vào, thế thì tôi phải chọn, giả sử như tôi đặt cột thứ y cộng một ở đây vào, vậy thì tôi phải chọn một cái vị trí nào đó để tôi đặt gì đấy ạ, tôi đặt cột AI cộng 1 vào. Nhưng khi tôi đặt ấy thì cái phải làm sao cho cái gì AM này này đặt giá trị lớn nhất tại thời điểm đó, đúng không? Tôi phải tìm một cái vị trí nào đó để tôi đặt cột AI cộng 1 vào trong gì đấy ạ, trong trong y cột đã có, để làm sao cho gì y cộng 1, làm sao cho gì một cái trình tự của y cộng 1 cái cột đó sẽ có lực hút gì đấy ạ lớn nhất, đúng không? Vậy thì khi đó tôi phải tìm cái con đấy, đúng không? Thay vì tìm AM lớn nhất đấy, tôi sẽ tìm cái con như tôi nói lúc nãy, đúng không? Và nếu như sau khi tôi đặt được tất cả các cái cột của AA sang CA rồi thì tôi sẽ sắp xếp lại thứ tự các hàng và các cái cột theo cái trình tự mà tôi đã thay đổi. Thế thì để minh họa ở đây các bạn sẽ xem, tôi ví dụ thuật toán như sau nhé. Giả sử tôi có ma trận A ở đây. Đây, ma trận AA đây. Đấy, khi tìm ma trận CA tôi sẽ gì ấy? Đầu tiên tôi sẽ lấy cột 1 và cột 2 trong ma trận CA tôi đẩy, trong ma trận AA tôi đẩy sang CA. Sau đó đến gì đấy ạ? Bước tiếp theo nữa là gì đấy ạ? Tôi lấy cột thứ ba, tôi đẩy sang ma trận CA thì ở đây đây tôi có vị trí thứ nhất, vị trí thứ hai, vị trí thứ ba. Vị trí thứ nhất thì tôi phải tính con của gì các bạn? Tôi đặt A3 vào trước A1 thì có phải là như lúc nãy tôi nói là gì với các bạn, là gì trước A1 không có phần tử nào nên tôi đã tạm đặt nó là A0, nên tôi phải tính con của A0, A3 và A1, đúng không các bạn, đúng không? Còn nếu như tôi đặt cái gì đấy AK vào giữa A1, A2 thì tôi phải tính con của A1, A3, A2, đúng không? Còn nếu như tôi đặt gì đấy ạ, A3 vào sau A2 thì tôi phải tính con của A1, A2, A3 và A mấy các bạn? A mấy? Và tôi tạm đưa ra cái A4 thế này, đúng không các bạn? Cái A4 thế này là cái gì đấy ạ? Là cái A4 này là cái chưa có,
Đấy, A0 này là cái chữ có. Đấy, cái A0 và cái A4 này này là cái gì đấy? Chúng ta thêm vào. Có nghĩa là không có nhưng chúng ta phải thêm vào để đưa ra công thức. Để tính. Được chưa các bạn? Alo, các bạn. Vâng. Thế thì trong trường hợp này ở đây, tôi đầu tiên đây, tôi đưa ra, tôi phải tính con. Bây giờ khi làm bài chúng ta chỉ cần tính cái con thôi nhé. Thế thì ở đây các bạn tính cho cô xem cái con của A0, A3, A1 nó bằng bao nhiêu? Các bạn viết rõ công thức ra đây cho cô xem nào. Đây, cái con của A0, A3, A1. Theo công thức trên nó bằng cái gì các bạn? Bằng 2 lần bon của gì đấy các bạn? Không ạ bà. A0, A3 cộng với bon của A3, A1 trừ đi bon của gì các bạn? A0, A1. Đấy. Thế thì cái bon của A0, A3 lúc nãy cô đã dạy các bạn cách tính nhanh đúng không? Tức là gì đấy ạ? À? Cô lấy cột 0 và cột 3 nhân nhau từng đôi một, sau đó cô cộng vào với nhau, đúng không? Nó là sigma mà, sigma theo y, y từ 1 đến n mà, đúng không? Của ai y A0 với lại a gì các bạn? A y A3 mà, đúng không? Vì ở đây, vậy thì cái cột A0 đầu tiên ấy, cái lực hút của nó với các phần tử khác tất cả bằng 0 hết, nên cái bon này cũng bằng 0. Tương tự như thế, ở đây gì đấy ạ? À? Cũng bằng 0. Vậy thì chúng ta chỉ tính gì đấy ạ? À? A3, A1 thôi, đúng không? Vậy thì ở đây các bạn sẽ bằng cái gì? Các bạn sẽ bằng cái gì? Tính cho cô cái bon của A3, A1 nào. Bằng 45 x 45 Đúng rồi, bằng 45 nhân 45. cộng với 45 x 53 Cộng với 45 nhân 53. Cộng với lại 0 nhân 5 đi. Cho nó ấy, 0 nhân 5 đúng không? Cộng với 45 nhân với 3 cộng với 0 nhân với 3. Đấy, cô viết ở đây để cho các bạn hình dung ra đây đúng là cột 1 và cột 3 nhân với nhau. Và tất cả nhân với gì các bạn? Nhân với 2. Các bạn tính đi xem nó có ra đúng đáp số ở bên kia không? 45 x 53 Hay không không các bạn? Nhân cho cô gái có đúng ra 88 hay không không? Rồi, cái kia là 45 nhân với 53 nhá. Cô viết alo. có chỗ đấy là 45 x 53 chứ cô. À, 45 nhân 3, 53. 45 nhân 45 này. Đây cũng 45 nhân 53. Chắc là cô viết nó cái bút nó bị mất nét. 45 nhân 53. Đấy, cách tính như thế nhá các bạn nhá. Tương tự như thế, các bạn cũng phải tính cái con. Các bạn, đây là thuật toán viết như theo cái thuật toán này nhìn nó khó. Các bạn theo cái màu đỏ của cô nhá. Màu bút đỏ của cô nhá. Tiếp theo nữa, như cô nói là tôi sẽ tính cái con của cái gì đây? A1, A3, A2. Nó sẽ bằng cái gì các bạn? Đọc cho cô công thức xem nào. Hai lần bon của gì đây? A1, A3 A3 cộng với bon của gì đây? A3, A2 trừ đi bon của gì đây? A1, A2 đúng không? Đấy. Thế thì các bạn triển khai công thức này ra cho cô xem là bằng cái gì? Bon của A1, A3, A1, A3 lúc nãy chúng ta tính được chưa nhỉ? Bon của A1, A3 chúng lúc nãy chúng ta tính được chưa? Rồi ạ. Rồi Bao nhiêu? 8820 rồi đúng không? Đúng không? Cộng với bon của A3, A2. Tôi lấy cột 2 và cột 3 nhân với nhau. 0 nhân 45 này. 0 nhân với 45 này. Không nhân 45 này cộng với cái gì nữa? A3, A2 các bạn. 80 nhân với 5 này. Cộng với gì đấy ạ? 5 nhân 53 này. Cộng với 75 nhân 3 này.
đúng không? Tất cả nhân 2 này. Đấy. Nhân 2 nhá. Sau đó các bạn cộng à, các bạn trừ đi cái gì nữa? Đây tôi viết trừ đi cái gì nữa? Đấy là A32 trừ đi A1 A2, bon của A1 A2. Thế thì bon của A1 A2 các bạn viết cho cô xem nào. Trừ đi cái gì ở đây? 45 nhân 5 được, mấy cái kia bằng 0 hết. 45 nhân 5 và gì các bạn nhân 2 nữa đúng không? Nhân 2 ở ngoài mà đúng không? Đấy. Thế thì cái này các bạn cộng trừ nhân chia vào có ra 10150 không? Tính lại cho cô xem nào. Đấy. Thế thì đây là cái thứ hai, cái thứ ba nữa nào, chúng ta lại tính gì ạ? Con của gì nữa nhỉ? A mấy? A1, A2, à cô xin lỗi, A2, A3 và A4. Và các bạn nhớ A4 ở đây chính là điều là gì biên nhá, đúng không? Thì các bạn lại viết bằng hai lần này. Bon của A2, A3 cộng với bon của A3, A4 trừ đi bon của A2, A4. Đấy. Thế thì khi đó có phải là A3, A4 cái này có bằng không không các bạn? Cái này có bằng không không? Cái điều kiện biên các bạn biết rồi đúng không? Cái áp tất cả các phần tử trên cột A4 các bạn bằng 0. Tất cả các phần tử trên cột A4 các bạn bằng 0. Nên cái áp của các bạn nó bằng 0 đúng không các bạn? Nên cái bon của nó sẽ bằng 0 thôi đúng không? Vậy thì các bạn chỉ có cái bon của A2, A3. Thế mà cái bon của A2, A3 lúc nãy các bạn đã tính nó ra bao nhiêu? 1780 ạ. A2, A3 là 1780. Vâng, cái này nhân lên nó sẽ ra bằng 1780. Đấy. Thế thì các bạn có ba giá trị. Giá trị thứ nhất là 8820. Một giá trị nữa là gì các bạn? Là đây 10150. Và giá thứ trị thứ ba là 1780. Thế thì có phải là các bạn chọn cái cách ở giữa nó sẽ cho giá trị lớn nhất không các bạn? Đúng không? Vậy thì từ đây chúng ta suy ra con của gì các bạn? A mấy, A mấy, A mấy lớn nhất nhỉ? A1, A1, A3, A3, A2 sẽ là max. Vậy suy ra chúng ta sẽ chọn cách đặt, chọn đặt A1, A3 và A2. Tức là chúng ta sẽ đặt theo cách này. Được chưa các bạn? Alo, được chưa? Vâng. Tương tự như thế, đây, bây giờ tôi đặt vào giữa, đúng không? Tiếp theo nữa là tôi sẽ phải tính gì các bạn? Tôi đặt A4. Thế khi đặt A4, tôi có mấy cách đặt đây? Một cách đặt, hai cách đặt, ba cách đặt và tôi có bốn cách đặt. Thứ nhất là tôi đặt A4 ở trước A1. Tức là đến đây tôi đã có trình tự là A1, A3, A4, A2. Thế thì khi đặt A4, tôi có bốn cách đặt. Đặt thứ nhất là A4 ở trước A1. Vì vậy tôi phải tính con của gì đấy ạ? A0, A4, A1, đúng không? Cách đặt thứ hai là tôi đặt 4 vào giữa gì các bạn? Giữa 1 và 3. Nên tôi phải tính con của A1, A4, A3. Cách đặt thứ ba là tôi đặt gì đấy ạ? Đặt vào giữa A3, A2. Nên tôi sẽ có con của A3, A4, A2. Đúng không? Cách thứ tư nữa là tôi đặt 4 vào sau A2 thì tôi sẽ có con của A2, A4 và A5. A5 ở đây là biên, A0 ở đây là biên. Được chưa các bạn? Đấy, những cái biên là tôi gạch đấy. Thế thì có phải đến đây tôi phải tính lại 4 cái con này không ạ? Đúng không? Alo. Vâng. Thế thì khi đó các bạn sẽ tính lại, các bạn ngồi tính lại cho cô 4 cái con này xem nào.
Các bạn tính lại xem nào. Các bạn. Thế thì giả sử như cách đặt này nhá. À cách tính này các bạn tính đúng, ở đây tính đúng hết rồi nhá. Thì khi đó các bạn thấy rằng là cái nào cho giá trị lớn nhất? Các bạn ơi, các bạn để ý nhá. Khi cô bắt các bạn tính con, các bạn viết trực tiếp đáp số này cô sẽ trừ điểm đấy nhá. Về sau các bạn phải viết rõ ra nhá, tức là viết công thức giống như là trong cái slide trước ấy. Tức là con A0 A4, con A0 A4 A1 thì sẽ bằng 2, tất cả là bon của A0 A4 cộng với lại bon của A4 A1 trừ đi bon của A0 A1. Đấy các bạn viết như thế rồi các bạn sẽ lắp ghép đáp số vào. Cuối cùng các bạn mới đưa ra cái đáp số 270, chứ đùng cái các bạn đưa cho 270 nó không chấp nhận đâu nhá. Để ý khi đi thi nhá. Các bạn nhớ chưa? Rồi chúng ta tiếp tục. 2, 3, 4, 5, 6. Cái đặt cuối. Cái này sẽ cho giá trị mắc nhất đúng không? Vậy thì chúng ta kết luận là làm sao đây? Suy ra con này của A2 này, A4 này và A5 này là mắc. Đúng không? Vậy suy ra chúng ta sẽ chọn cách đặt gì đấy các bạn? Chọn nhá, chúng ta sẽ chọn cách đặt này. Chọn cách đặt này. Là A mấy nhỉ? Đầu tiên là A1 này, A3 này, A2 này, rồi đến A mấy đấy các bạn? A4. Đấy, chúng ta kết luận câu như vậy. Thế thì đến đây chúng ta đã gì đấy ạ? Đã đặt, tức là ở ma trận AA của chúng ta ai sẽ có 4 thuộc tính. Thì đến đây chúng ta đã tìm được cách đặt hết cả 4 thuộc tính đó rồi. Đúng không các bạn? Thế thì bây giờ các bạn thấy rằng là đây, tôi đã có A1, A3, A2, A4. Đúng không? Thế thì các bạn thấy rằng như cô nói, thực chất của ma trận AA nó chính là ma trận, của ma trận CA nó chính là ma trận AA, nhưng chúng ta thay đổi thứ tự của các cột đi thôi. Thế thì nếu như mà thứ tự đặt như này rồi thì khi đó chúng ta phải thay đổi lại các hàng theo các cột. Chứ nếu như chúng ta giữ nguyên các hàng này lại là không ổn, lại dâu ông nọ cắm cầm bà kia, đúng không các bạn? Đúng không? Ma trận AA, thế thì có phải là tôi sẽ có A1, A2 bằng 0? Thế thì ở đây tôi cũng phải tính ra A1, A2 bằng 0, đúng không? Hoặc là tôi có A3, A4 trong cái ma trận này này nó bằng 3, thì sang ma trận CA nó phải giữ nguyên như vậy. Vậy thì để gì đấy ạ? Để không bị lầm lẫn thì tôi phải thay đổi các hàng theo các cột. Đúng không? Thế thì khi đó đến đây chúng ta thấy rằng đây, tôi có A1, A3, A2, A4 thì các hàng tôi cũng phải thay đổi là gì? A1, A3, A2, A4 thì nó mới có tương ứng như nhau được. Đúng không các bạn? Được chưa ạ? Đấy là xong thuật toán VA nhá. Alo. Thế thì các bạn thấy rằng là nhìn vào ma trận CA này thì chúng ta đã biết rằng là gì đấy ạ? Vậy thì với cái cách sắp xếp này sẽ được gọi là tốt nhất. Tốt theo cái cách là gì đấy ạ? Là những cái thuộc tính nằm cạnh nhau thì có nghĩa là nó sẽ xuất hiện cùng nhau trong các ứng dụng được nhiều nhất. Còn những cái thuộc tính mà nằm cách xa nhau, ví dụ A1 và A4 thế này, thì điều đó nói lên rằng là gì các bạn? Là những cái thuộc tính đó thì không xuất hiện cùng nhau trong các ứng dụng nhiều nhất. Đúng không? Đấy. Thì cái ma trận CA này nó đã thỏa mãn cái điều kiện như thế. Thôi hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây và lớp trưởng điểm danh cho cô cái nhỉ? Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Cô ơi em ở bên kia khác. Bạn nào ở kiếp khác thì các bạn viết ngày lên cho cô nhá, chat lên màn hình cho cô nhá. Bạn cô bảo học bù kiếp tối nay đúng không? Alo.